Tiếp tập 67 của bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể. Không lâu sau đó khi mà trận chiến đã kết thúc, lúc này từ bên dưới đống đổ nát bỗng xuất hiện một chiếc hộp gỗ đang phá đá bay lên. Cùng lúc đó ở chỗ quân trượng kiếm, lòng ngực cơ huyền bỗng lóe sáng rồi một miếng ngọc phủ trong người hắn bay ra. Nguyên Thiên Chí Tôn đứng trầm ngâm thu về hai món đồ trên tay. Hắn sau đó cắt giọng nói, "Trên người của ngươi có truyền thừa của ta, cũng chính là nói, ngươi đã giải phóng cho huynh đệ của ta rồi." Cầm lấy đây là cơ duyên mà ngươi nên có được dứt lời chiếc hộp gỗ và tấm ngọc phù cùng lúc được ném đến chỗ quân tiêu dao nhìn quân tiêu dao đón lấy hai món đồ trên tay nguyên thiên trí tôn cũng bổ sung thêm trong cái hộp này chỉ có một nửa còn lại ở hạ giới lời này vừa ra liền làm quân tiêu dao không khỏi bàng hoàng sừng sờ nguyên thiên trí tôn đột nhiên nhấn mạnh miếng ngọc phù đó là tín vật của bổn tôn và đạo lữ nếu như ngươi có lòng thì hãy giúp ta chăm sóc gia tộc của cô ấy một chút cuối cùng cũng kết thúc rồi ta cũng nên. Trong lúc sắp tan biến đột nhiên đồng tử Nguyên Thiên Chí Tôn xuất hiện một giọt nước mắt, bởi vì khi này hắn thấy đạo lữ mà hắn ngày đêm nhớ nhung đã đến đón hắn. Nàng dáng người nhẹ nhàng, ngũ quan xinh đẹp đến khó tả. Nguyên Thiên Chí Tôn lúc này cũng đã không kìm chế được cảm xúc mà để nước mắt ứa ra. Hắn đưa bàn tay về phía đạo lữ của mình mà giọng run run hỏi, "Ngươi là đến đón ta sao?" Thế nhưng người đứng đối diện hắn không phải là đạo lữ của hắn chỉ là lúc cuối cùng của sự tan biến hắn liên tưởng ra mà thôi quân tiêu dao vẫn đứng bất động chỗ đó cậu liên tưởng đến cảnh đạo lữ nguyên thiên trí tôn lúc còn chảy kéo tay hắn đi mà thầm cầu mong tiền bối đi đường thượng lộ bình an chuyển cảnh đến mấy ngày sau tại bên trong thành nam thiên tại các quầy hàng quen đường lúc này không ngừng vang lên tiếng bàn tán sôi nổi này các ngươi đã nhìn thấy chưa ngày đó thần tử của quân gia một kiếm phong sát ma thi của trí tôn rất là uy phong còn không phải sao theo như ta thấy, bây giờ chính là thời đại của thần tử quân gia. Nghe nói hắn đem chín đầu sư tử thu làm sủng vật để nuôi dưỡng, không biết hắn có thiếu sủng vật hay không. Ta cảm thấy ta có thể, ha ha ha, hát hát hát, cái bộ dạng nhát gan đó của ngươi, người ta có thể nhìn chúng ngươi hay sao? Trong tiếng cười đùa đó bỗng nhiên lại có một tên tức giận đập nát ly trà trên bàn. Hắn không ai khác chính là tên Hề Tiêu Trần. Hắn ánh mắt long sòng sọc mà thề rằng, quân tiêu giao, khắp nơi đều là quân tiêu giao, ta nhất định sẽ để cho đám tập toái của quân gia phải trả giá. Người qua đường nhìn thấy hắn cả người tỏa ra sát khí mà không khỏi tò mò hỏi nhau, người này đang làm gì vậy, quỷ mới biết được. Một lúc sau tại bên trong một khu rừng rậm nào đó, giọng thắc mắc của tiêu trần vang lên, lão tổ, mất đi long cốt, chúng ta nên làm thế nào? Thanh long đạo nhân không biết trả lời như nào đành bất lực thở dài. Hai, quân gia quả thật là không dễ chọc vào, lão thầm nghĩ, tiếp tục dây dưa với quân gia, e rằng sẽ sinh ra tâm ma. Đột nhiên Tiêu Trần dừng lại mà dùng ánh mắt kiên định nhìn Thanh Long lão tổ. Lão tổ, ta cần phải nghĩ cách để trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể trở thành phò mã của bàn võ thần triều, cưới minh nguyệt. Chỉ có dựa vào bàn võ thần triều, chúng ta mới có cơ hội trở mình, nếu không đời này sẽ được định sẵn là bị người khác dẫm dưới chân. Thấy hắn hiểu chuyện như thế Thanh Long đạo nhân cũng không ngờ đến. Lão sau đó cười nói, cách thì ngược lại có chỉ có điều thấy bộ dạng ngập ngừng của lão tiêu trần lớn tiếng thúc giục lão tổ cứ nói đi chỉ cần có một tia hy vọng tiểu tử cũng sẽ không từ bỏ sau một hồi đắn đo thanh long đạo nhân bỗng hỏi ngược lại ngươi có biết thanh thiên hóa long quyết này của bồn tôn từ đâu mà tới không tiêu trần lắc đầu xin lão tổ hãy nói rõ thanh long đạo nhân chậm rãi kể lại môn công pháp này chính là bổn tôn bất ngờ đi vào bí cảnh cổ xào mà lấy được trong cổ sào đó rất có khả năng là phong ấn một vị quái thai cổ đại của tổ long sào nghe đến đây tiêu trần chống cầm tư lự lập lại tổ long sào quái thai cổ đại chợt hắn nhớ đến long bích chỉ khi giao chiến với mình có nói ngươi cho rằng ai mới là truyền nhân chính thống của thanh thiên hóa long quyết nghĩ thông suốt hắn liền cho ra đáp án chẳng lẽ là của thương long mạch thanh long đạo nhân liền gật đầu xác nhận đúng vậy trên người của tên đó e rằng là chảy dòng máu của trí tôn tộc thương long có máu của trí tôn Thanh thiên hóa long quyết của ngươi đương nhiên cũng sẽ đủ đại thành rồi. Đương nhiên, ngươi cần phải cẩn thận, nếu như làm vị quái thai của đại kia thức tỉnh. E rằng cả tiên vực đều sẽ chấn động theo. Giữa trưa tại một tử lầu nào đó của thành Nam Thiên, Khương Thánh Y trong bộ y phục mới đứng tại lan can mà thẳng thờ nghĩ, sao mình không thể làm được cái gì? Lần này vừa hay đồng hành cùng với tiêu giao, nhìn thì thấy rất vui, nhưng nếu như mình chỉ có một mình. Chưa nói nguyên thiên trí tôn. Tiểu thánh nhân của Cơ gia, Long nữ của tổ Long xào, thậm chí là chín đầu sư tử, mình có thể chiến thắng bọn họ hay không? Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng không khỏi lộ ra buồn bã. Lúc này, trưởng lão Khương gia đột nhiên đi đến Trấn An, không cần phải quan tâm, đó là trí tôn hàng thật giá thật. Không phải mỗi người đều có năng lực địch lại trí tôn giống như tên yêu nghiệt tiểu tử của quân gia kia đâu. Cho dù là ta ra tay, e rằng cũng không thể nào toàn thân rút lui. Đừng có vì vậy mà sinh ra tâm hà. Khương Thánh Y không nói gì chỉ ngập ngừng đáp lại hai tiếng trưởng lão. Chợt trưởng lão Khương ra nhớ đến vấn đề gì đó mà chuyển sang nhờ vả. Đúng rồi, chuyện hôn sự của tiểu tử quân gia và Lạc Ly. E rằng cần ngươi để ý đi tác hợp một chút. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, tên tiểu tử đó là một thiên tài có một không hai. Có quan hệ tốt với hắn, Khương gia của ta có lợi cũng không có hại. Nghe trưởng lão nhắc đến chuyện này Khương Thánh Y không khỏi khó xử mà lẩm bẩm, Nói thế nào nhỉ? Nàng sau đó nhớ đến bộ dạng trẻ trâu kịch liệt phản đối của Khương Lạc Ly. Đừng mà, ta ghét tên đó lắm. Hơn nữa tên đó rõ ràng cũng không thích ta. Trước khi Khương Thánh Y xuất phát đến bí cảnh của Nguyên Thiên Trí Tôn, Khương Lạc Ly có phân tích rằng, bảo hai người chúng ta thấy kinh tởm lẫn nhau thật sự có thể kéo gần mối quan hệ của hai nhà sao, khả năng xích mích thành kẻ thù khá là lớn đúng không? Nghĩ đến con ngốc đó thôi là đã phát ngán, nhưng Khương Thánh Y vẫn cố nặn ra một nụ cười mà đáp, ta sẽ cố gắng tác hợp một gốc nhỏ của ngoại chuyện vào lúc sớm hơn khương lạc ly tròn mắt khó hiểu hỏi hình pháp đó là cái gì vậy quân tiêu dao đưa một ngón tay lên giải thích có người ép ngươi thành thân thì đập vào mặt hắn